Chào mừng các bạn đã quay trở lại với anh Dũng Vision. Hôm nay là ngày 8 tháng 5, tức là cái ngày mà có thể nói là kề với cái ngày mai là ngày kỷ niệm ngày chiến thắng. Và không biết là nó là có phải là cái ngày phản công hay không. Đấy, thì theo tinh thần là còn có một ngày nữa là có thể là sẽ có cái tổng phản công của Ukraine, mà cũng có thể là không có, chưa có. Thì ngày hôm qua có một số cái vấn đề, như chúng ta biết là ở bán đảo Crimea là có một cái máy bay do thám của NATO gọi là Y-410 là bay qua khu vực gọi không phận cũng như là lãnh hải của Crimea, thì đã bị Su-35 của Nga xuất kích chặn lại. Và chặn lại cũng thông báo điện đàm qua lại đấy, nhưng mà không, tức là cũng không chấp hành theo cái lệnh của xe của cái U-35 của Nga. Và cuối cùng cái U-35 của Nga người ta cũng làm cái hệ thống nhiễu, làm cho cái máy bay này không bay được nữa và xin quay lại. Như chúng ta biết là bên đất này Rumani này, thì hôm trước là tôi có nói cái chỗ này nó có một cái cảng, nó gọi là cảng Constanța. Đấy, lần xưa là có một cái UAV mà bay tới đây không bị rơi ở đây đây. Đấy, cũng bị cò gì đấy là cách 60 cái chỗ đây là bị rơi. Thì bây giờ là cái máy bay này là cũng thế, là cũng bây giờ cũng bay ra tới đâu chắc khu vực nào đó để do thám cái khu vực Crimea này. Đấy, tại khu vực Crimea này là các bạn biết là coi như là họ muốn lấy lại trong cái đợt này đây. Đấy, cho nên là tất cả các khu vực này tí nữa chúng ta sẽ nói thêm trong này. Thì cái máy bay hôm qua đấy cuối cùng là bay trở lại ở đây. Thì như chúng ta biết là cái chỗ Constanța này, ngoài cái cảng ra thì hiện nay đang có một cái sư đoàn dù 101 của NATO là coi như là tập trận suốt ở đây với các cái lực lượng của NATO và cũng như là của Rumani. Đấy, thì khả năng nếu mà trong trường hợp có biến lớn thì là sư đoàn dù là sẽ nhảy vào đây để chiếm cái quân cảng Sevastopol, thủ phủ Simferopol, rồi cũng như là cắt đứt các cây cầu và cắt đứt cây cầu cái chỗ mà hôm qua chúng ta chỉ ở đây và chiếm toàn bộ khu vực này. À, với điều kiện là khu vực Zaporizhia là phải bình định xong, tức là cắt toàn bộ quân Nga với đường bộ của Nga từ phía bên Donetsk qua. Đấy, thì ngày hôm qua là có một cái sự kiện này. Một cái sự kiện thứ hai nữa là ngày hôm qua ở Belgorod đây, thì là họ tiếp tục nã pháo vào một cái làng này. Là cái làng này là chúng ta biết là gọi là làng Sedekilo. Cái làng này nó cách biên giới có 20 cây thôi, cho nên bị nã pháo rất là nhiều ở đây. Còn như hôm qua thì chúng ta biết là trên Bryansk này, thì cái sân bay của thành phố này là cũng bị UAV đánh, là mất hai cái AN-124. Mà cái máy bay vận tải AN-124 của Nga chỉ còn 12 chiếc thôi. Thì hôm qua là bị đánh mất một chiếc, và một chiếc là bị cái mảnh nó đâm vào thân. Cho nên là còn thực tế bây giờ còn có 10 chiếc. Cái này cũng là một cái đau đớn, rất là đau đớn của Nga. Mà ngày hôm qua thì cũng có một cái trường hợp là bị khủng bố ở bên đất Nga. Thì có một cái nhà chính trị gia, cũng là một nhà văn, thì đã bị bom xe. Và rất là may mắn tại Nizhny Novgorod, là cái chỗ này. À đây các bạn. Thì cái chỗ này thì hôm qua là ông đã bị ở đây. Thì tài xế thì chết ngay tại chỗ, nhưng mà ông chính trị gia này thì bị thương nặng, hiện nay đang nằm trong bệnh viện. Thì có thể nói là các cái hành động phá hoại là bên sâu trong nước Nga, đây là Moscow đây này các bạn này, ở đây Novgorod rất là xa, càng ngày là càng cực đoan hơn, tình hình khủng bố nó càng ngày là càng quyết đoán hơn. Thì ngày hôm qua là như chúng ta biết là ở Bắc Mút không có vấn đề gì xảy ra lớn ở đây. Thì có thể nói là ngày hôm qua lực lượng của ông Wagner, của ông Prigozhin là cũng thất bại. Có thể nói là đánh cố gắng đánh cái khu này. Ngày hôm qua thì đánh ở cái con đường mà là chúng ta chỉ đấy, thì nó sát mép này. Nhưng hôm qua là cố đánh ra đây. Đánh ra đây là hết rồi, ngoài này là ruộng rồi, còn đây có một cái xưởng ô tô nữa đấy rồi. Thì ông cố đánh ra đây thì hôm qua là bị thương vong. Quân Wagner bị thương vong ở đây rất nhiều. Ngày hôm qua cũng ông Kadyrov và ông Prigozhin đã gặp nhau tại Bakhmut.
tại tại gần gần tại phía 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 đông của Bakhmut thì Kadyrov nói là cũng sẵn sàng là thế chân Prigozhin và cũng đã có thư cho ông Putin mà hôm qua chúng ta đã dịch đấy. Nhưng mà Prigozhin này thực tế ông cũng không phải là ông muốn rời cái Bakhmut này đâu, theo theo cái một số thông tin thì cũng không muốn rời, mà ông nói thẳng là ông cũng không phải là muốn là cái người anh hùng hoặc là một cái người coi như đi vào lịch sử là coi như đã giải phóng cái Bakhmut, tức là một cái miếng xương mà khó nhằn nhất trong cái cuộc chiến từ đầu đến giờ. Thì ông Kadyrov ông nói là thôi anh cứ đánh, theo 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 một số thông tin nói là ông cứ đánh thì chúng tôi cũng hỗ trợ, vừa hỗ trợ về nhân lực vừa hỗ trợ về đạn dược, chứ cũng không thấy tranh, tức là không có tranh công. Thì hai ông này nói với nhau thì có vẻ như Prigozhin cũng xuôi theo ý đó, và Kadyrov đã điện đàm với Putin trực tiếp. Tại vì nói thật đấy, trong cái giới lãnh đạo bây giờ thì ông Putin ông chỉ tin rõ ràng là Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng, rồi ông Suprovkin và mấy ông thứ trưởng đó, và đặc biệt là ông Kadyrov này, Yaran Kadyrov, thực tế ông là người dân tộc rồi các bạn, chắc chắn đấy. Nhưng mà ông này cũng có cái lòng yêu nước, và đặc biệt là có kiểu như là nợ nước thù nhà đấy, thì ông bố của Kadyrov là bị ám sát bởi các lực lượng mà chống Nga. Chính vì thế cho nên ông thề là ông với Tổng thống Putin là ông sẽ sát cánh cùng với đất nước Nga vĩ đại và tổng tư lệnh tối cao Putin, mà nói gì ông cũng làm theo hết. Và ông này là có thể nói là vừa yêu nước nhưng mà đồng thời là cũng là một lính chiến, cũng có thể nói là khét tiếng, thì lập ra một cái trung đoàn là Asmat, nhưng mà thực tế là trung đoàn này nó cũng to hơn cái sư đoàn các bạn, và cũng có rất nhiều chiến công, đặc biệt là năm ngoái tại Lysychansk. Thì sau khi mà ông Putin thì ông cũng tin ông này đấy, cho nên là hôm qua chắc là dàn xếp xong rồi đấy, thì là ông Prigozhin tiếp tục ở lại, và cái vấn đề đạn dược là không được nói nữa đấy, tức là Bộ Quốc phòng là phải lo chu đáo cái chuyện đấy, thì cố gắng sẽ lấy cái Bakhmut trong vòng ngày hôm nay cho đến ngày mai. Làm sao mà thanh toán xong được cái Bakhmut, thì ngày hôm qua ông đưa ra một số ông thì cũng thiệt hại tương đối nhiều đấy, cho nên cái vụ Bakhmut hiện nay nó như thế thôi. Chúng ta đi lên phía trên này, phía trên này thì nó là cái mỏm này hiện nay là cũng là đang giao tranh rất là ác liệt. Như chúng ta biết cái khu vực này là phía trên này nữa là cái mỏ đá mỏ than đấy. Chúng ta đi lên luôn cái mỏ than trên này, chỗ Bulorovka đây, cái mỏ than này. Thì ở đây là nó có các tuyến phòng thủ, ở đây có thể nói là cái trên này là ông Kadyrov có cả đội quân Kadyrov trên này này các bạn nhá, hỗ trợ nhá, rồi quân chính quy Nga nữa. Nhưng mà cái khu vực này nó có thể nói là rất là phức tạp. Đây là các bạn thấy này, hiện nay đang chia cắt, đang chia cắt, tức là gần như là cái khu này là khu của quân đội Nga hiện nay còn đang đồn trú này, nó đang dồn vào đây đấy, còn tất cả khu vực ngoài này là của bên Ukraine. Nhưng mà hiện nay Nga lại đang tập trung các cái hướng này, đang tập trung các hướng này, tức là gần như là lại bóp gầm kìm cái số mà đang bao vây cái lực lượng Nga ít ỏi ở đây đấy. Thì hiện nay cái tình hình chỗ này cũng đang rất là phức tạp đấy, như chúng ta biết là phía ngoài này là cái trục Kurian và Liman đấy, thì là nó cũng sẽ là nếu mà có cái tổng phản công ở phía bắc đấy, nhưng mà tất nhiên là phía Zaporizhia và Kherson cũng như Crimea rồi, nhưng mà nếu có trên phía bắc nó sẽ là cái khu vực này đấy, cho nên chỗ này nó rất là đông quân của Ukraine để mà có thể đánh qua biên giới. Như chúng ta bàn mấy ngày này đấy, thì cái khu vực này cũng có thế thôi. Hôm nay thì nó chủ yếu nằm phía dưới này các bạn này, các vấn đề nó nằm phía dưới Crimea. Còn chỗ Sprint này hiện nay là Ukraine cũng đang tấn công ở đây nha các bạn nha, đang xoáy vào khu vực này. Chúng ta đi xuống như khu vực Adiska hiện nay cũng thế, các lực lượng của Ukraine cũng đang phản công vào các cái chỗ mà Kuruta Baka này, nó đang cứ xoáy vào đây. Thì trong tương lai như thế nào thì chúng ta chưa rõ lắm. Các khu vực này thì chúng ta hôm qua chúng ta điểm hết rồi, Adiska rồi như là Tarubaska, Nevaska, Krasno, Hovka, tất cả khu vực này, rồi Marinka, Paveda hiện nay họ cũng xoáy vào đây rồi. Còn cái chỗ hôm qua cũng có giao tranh rất ác liệt đây, thì Nga hiện nay cũng đang lưu chỗ này, tôi cũng không biết tại sao lưu chỗ này nữa, hay là đang tập trung các cái chỗ khác này, chỗ mà gọi là Novomikhailovka này. Còn dưới này là Buleda,
vu lê đa này là cũng rất nguy hiểm, nó có thể nó gọi đánh súng Mariupol này. Thì chúng ta thấy cái bản đồ hôm nay nó cũng có rất nhiều cái thay đổi không có lợi cho Nga. Bây giờ trước khi chúng ta đến cái chỗ Zaporizhia này thì chúng ta xuống cái chỗ Crimea đã. Thì ngày hôm qua có thể nói là một ngày đánh phá ác liệt tại Crimea này. Trước hết là chúng ta xem cái chỗ mà Taman này này, cái nhà máy lọc dầu ở đây là coi như tiếp tục bị đánh nữa. Đây, tiếp tục bị đánh nữa các bạn. Ngày hôm qua cháy, hôm qua cháy hai lần, một lần ở đây và một cái lần ở phía trên này nữa. Phía trên trên này nó cũng có một cái gọi là bồn dầu thôi. Những cái bồn dầu này cháy mà thế nào mà còn cháy to hơn cái chỗ nhà máy lọc dầu này, là cũng bị UAV đánh. Ngày hôm qua đánh khu vực này rất là nhiều, trên này đặc biệt là chỗ Sevastopol. Thì hôm qua là hôm kia thì có 10 cái thì bắn hạ, trong đó có 3 cái bay vào đây thì bị bắn hạ. Đấy, thì ngày hôm qua nó tiếp tục đánh vào cái chỗ mà Evpatoria này. Đấy, cái thành phố này là các bạn biết là nó cũng phía tây của Crimea, trung tây này. Đấy, nhưng mà nó không phải đánh vào đây đâu, nó đánh vào đây nhưng mà thực tế là để mà nó lại đánh vào cái sân bay này này, sân bay dưới này các bạn này. Là sân bay này, nó gọi là sân bay Dubrovka. Thì hôm qua cũng đánh vào sân bay này, cũng rất may là không có sân bay, không có cái máy bay nào bị thiệt hại hết. Thì hiện nay nó có 8 cái máy bay ném bom của Nga nằm đây. Đấy, và 6 cái hệ thống coi như là pháo tự hành. Thì may là hôm qua không làm sao. Thế thì ngày hôm qua tại cái khu vực Crimea này thì Ukraine đánh phá tiếp tục và cái Dezhankovo thì tôi nói với các bạn rất nhiều. Cái Dezhankovo này là coi như là nó gần như là nó không phải là trung tâm, không phải là thủ đô, thủ phủ gì, nhưng mà nó lại là nó nằm ở trong cái các cái tuyến đường. Đấy, chúng ta nói đi nói lại đấy, đi lên Kherson, rồi cái này thì đi Melitopol, đi qua cái cầu đó, còn cái này đi xuống thủ phủ và đi xuống Simferopol và cũng như là xuống Sevastopol thì hôm qua lại cũng bị đánh tiếp. Ngoài ra hôm qua lại đánh cùng cái chỗ này nữa các bạn, cái chỗ này là cái chỗ rất quan trọng. Đây nó cũng là cái chỗ ngã ba này, cái ngã ba mà từ Zanko mà đi Kherson sẽ đi qua đây. Đây là ngã ba này, chỗ này đi xuống này. Đấy. Mà là như thế đó, thì hôm qua đây nó gọi là trung tâm hậu cần Krasnoyarkovka, hôm qua cũng bị đánh ở đây, thiệt hại đây rất nhiều. Tất cả đạn dược, kho tàng là nhằng này là cái chỗ này, nếu mà như hôm qua chúng ta tính là từ nếu mà bên Ukraine mà nó tấn công sang bên này thì ở đây là có một cái hệ thống phòng thủ đó. Hôm qua chúng ta nắm cái hệ thống phòng thủ 9 km ở đây, thì đây có một cái kho hậu cần thì hôm qua lại cũng bị đánh tan nát ở đây. Đấy, cho nên là hiện nay là Ukraine phá rất là nhiều. Thế chúng ta điểm lại là mà hôm trước là chỗ Armenia ở phía trên nó một tí. Đấy, đây này, Armenska này, đây này. Đấy, là một hai tháng trước là bị đánh đây rồi, còn hôm qua thì bị đánh ở đây, rồi đánh được Zanko ở đây, rồi đánh chỗ Evpatoria đây, rồi đánh cái chỗ mà cái sân bay ở đây, rồi đánh chỗ Sevastopol đây, rồi đánh cái chỗ mà nhà máy lọc dầu đây, và coi như và một cái gọi là cái bồn dầu ở đây. Đấy, tức là một cái phía nam, cái phía bắc, tất cả đều là để đi qua hết. Và cái chỗ này chúng ta biết là hôm qua chúng ta phân tích nó có một cái bồn đấy, nó có một cái cồn, cái bãi cát ra ở đây này. Đấy, thì cái chỗ Ilik này là hôm qua bị đánh này. Đấy, thì chỗ này mà chúng ta hôm qua phân tích là đi qua đây là đi bằng phà, trong trường hợp mà cái cầu Crimea bị đánh phá thì sẽ đi bằng cách phà qua đây. Thì đây nó có hệ thống đường sắt đi ra tới tận ngoài này luôn. Chuska đây thì hôm qua lại tiếp tục đánh đây, tức là tất cả những cái gì mà liên quan đến Crimea là bạn nha. Đấy, chúng ta nhìn thấy là chúng ta view lại đây, cái cầu Crimea đây qua bị đánh ở hai cái chỗ này là hôm qua là bị đánh như vậy đấy các bạn. Thế thì hôm qua nó cũng có một cái vấn đề là cái chỗ Odessa này, chúng ta view ra đây thì chúng ta sẽ thấy từ Odessa này đi xuống tận cùng của cực nam của Ukraine ấy, thì sẽ đi ngang qua cái chỗ này gọi là Zatoka. Thì Zatoka hiện nay nó cũng đang tập trung một số các lực lượng, nhưng mà ở đây có một cái cầu là hôm qua hành quân qua cầu đây rất nhiều, thì không biết là nó là bên Ukraine nó có cái kế hoạch gì. Thì cái chỗ cầu này ấy, là hôm qua do Thám cũng thấy được là đây là có cái cầu
đấy các bạn, đấy. Thì hôm qua cái lực lượng mà hành quân qua đây rất nhiều, thì cái cầu này thì đánh sập thì cũng rất là nhanh thôi, nhưng mà có cái là đang không hiểu tại sao mà các cái lực lượng của Ukraine đang vận động xuống phía nam này. Đấy, cái đây là nó là cái giải đất phía tây của chỗ dưới Odessa các bạn nhé, đấy dưới Odessa này, đấy, thì nhìn qua bên cửa đông này, đấy cái chỗ này này, đấy, thì tình hình cửa đông hôm qua cũng có rất nhiều cái vấn đề phức tạp chứ không phải là đơn giản. Rồi các cái khu vực xung quanh này thì không có gì để nói, thì hôm nay chúng ta chỉ nói qua cái chỗ mà có thể nói là Zaporizhia, có thể nói hiện nay là căng nhất là cái khu vực này thôi. Là hôm qua chúng ta nói là sơ tán, là mới đầu là sơ tán cho Tosmak này thôi này, mới đầu là bị sơ tán ở cái khu vực này, tức là khu vực này thôi, nhưng mà đến bây giờ là sơ tán luôn cả ra cả Topoloi này, cái này đúng ra là xuống đi Bergansk đấy, nhưng mà thực tế cái Topoloi này nằm từ Manka trở xuống này, xuống đây vòng lên đây, xuống đây kể cả Mariupol. Đây là nó là sẽ trung tâm có thể đấu tranh ở đây là các bạn, có thể là coi như là có cái mưu như cái gì đấy ở đây của Nga thì chúng ta chưa biết, nhưng mà hiện nay là dân ở đây là sơ tán hết, đặc biệt là Melitopol cũng sơ tán luôn, đi về với đất mẹ hết, tất cả là coi như là sẵn sàng cho coi vườn không nhà trống để trở thành đây là một cái chỗ mà đấu trường quyết định coi như là trong cái mùa hè này, đầu mùa hè này, chứ bây giờ thì hết mùa xuân rồi. Cái chỗ khu vực này là có thể nói là trong tương lai chúng ta cần nhắc nhiều. Còn khu vực Kherson này á, Kherson này cũng thế, hiện nay là cũng là đã thiết quân luật hết rồi các bạn nhé, tất cả thiết quân luật hết. Còn cái Zaporizhia này nó có một cái nhà máy điện hạt nhân, thì hiện nay là Ukraine không biết tại sao mà cứ pháo kích suốt là coi như xong đổ thừa cho Nga, nhưng mà hiện nay là Nga thì đang nắm giữ ở trong cái nhà máy điện hạt nhân đó. Mà nếu mà cái nhà đây là nhà máy điện hạt nhân có thể nói là lớn nhất châu Âu rồi, thì nếu mà có sự cố gì thì rất là nguy hiểm mà hai bên cứ đổ thừa nhau, mà Nga thì nó đang đứng ở trong này, nó đang đứng chân ở trong cái chỗ nhà máy đó, cho nên cái IAEA là cái tổ chức mà của Liên Hợp Quốc mà để giám sát về cái năng lượng nguyên tử quốc tế đấy, thì người ta cũng khuyến cáo rất nhiều, và người ta thấy hiện nay là khu vực này đang nằm trong cái gọi là cái giới hạn nguy hiểm. Đấy, thì trong trường hợp mà phá đập một cái nữa thì không biết là cái tình hình gì xảy ra, mà nếu mà cái nhà máy điện hạt nhân ấy, mà nó ngập nước là coi như là nó cũng giống như là bị pháo kích đấy các bạn, cũng giống như là bị nổ đó. Cái phóng xạ của nó là rất là nguy hiểm, thì hiện nay cái chỗ này là không biết thế nào đấy. Thì cái chỗ Kherson và Zaporizhia và cũng Crimea là chúng ta thấy là có thể nói là một trong hai ngày tới là tình hình ở đây sẽ chúng ta sẽ nhắc rất nhiều, thì nó không biết là lúc nào thôi. Và cũng có thể nói là cái phản công này là được phương Tây cũng như là Ukraine, đặc biệt là tổng thống Ukraine là có thể là rất là kỳ vọng, nó gần như là có thể bước mặt và lấy lại tất cả các lãnh thổ đã mất. Đấy, nhưng mà trong một số giới tinh hoa của Ukraine cũng như một số chính trị gia của các nước châu Âu cũng như một số cố vấn ở bên Mỹ thì người ta nói là cái này có thể là thảm họa. Cái tập cuộc tổng phản công này chính là cái thảm họa của quân đội Ukraine, mà để chấm dứt luôn cái chế độ này luôn. Đấy. Bởi vì nếu mà anh không thắng, anh không lấy được ấy, mà Nga thì các bạn biết rồi, cái tiềm lực là rất mạnh, mà cái cuộc trận chiến cuối cùng này thì coi như là phải chiến thôi. Đấy, coi như tất cả các tàu bè là, rồi cũng là các phương tiện chiến đấu đã lên nòng hết rồi. Bây giờ chỉ chờ bên đấy, cũng nói thật là cũng mong bên đấy tổng phản công nhanh để giải quyết luôn. Đấy, chứ không phải không. Chúng ta qua cái bản đồ này thì ngày hôm qua là Nga cũng pháo kích vào cái Odessa này và cũng đã cháy cái kho đạn ở đây, kho đạn rất lớn. Thì cái không biết là cái cầu lúc nãy chúng ta đi qua đây là để đưa xuống tiền tuyến, hay là cái chỗ này để nó đưa sang bên Kherson và đưa vào Kherson. Không biết thì hôm qua là tin tình báo đã cung cấp, và cuối cùng là cái kho đạn lớn nhất Odessa đã chính thức là bị khai tử các bạn nha. Thế còn chúng ta quay lại cái chỗ này, đây là cái bản đồ này là tôi đã vẽ lại cái tọa độ mà như lúc nãy chúng ta mới khảo sát đấy, thì đây sẽ là khu vực có thể nói là căng thẳng nhất đấy, từ chúng ta xuống Berian này, rồi bọc Melitopol này là
là căng thẳng nhất để mà coi như là cắt toàn bộ cái tuyến đường này, chúng ta biết rồi, cắt xuống đây hôm qua chúng ta nói hoài rồi, tức là bên này là không qua được. Còn bên này là nó tập trung quân từ Khe Son với Zaporizhia tập trung xuống ở dưới này là coi như là gọi là lựa mưa cái Crimea. Thì hiện nay là nó là như vậy, thì tôi cũng không biết là định đánh kiểu gì. Có phải là đánh theo cái dạng là ví dụ như là bây giờ nếu mà trong từ Khe Son này cũng là xuống từ cái khu vực này từ đây mà đi xuống cái chỗ đẩy xuống này thì xuống cái chỗ giam côi này là chúng ta thấy là bao nhiêu 178 km. Còn nếu mà từ cái chỗ Melitopol này chúng ta xuống này, sau khi mà họ chiếm được Melitopol chẳng hạn là họ xuống là đánh xuống giam côi này là cũng 140 km, tức là rất là cái tâm giác này mà mấy hôm nay tôi hay nói đấy là đấy chính là nó là như vậy đấy các bạn. Đấy, chỗ này cũng khác son luôn này. Đấy là cái hình tam giác này là họ sẽ lấy đấy. Cho nên là cái khi mà đánh xong cái vụ trên này theo toán tính của các cái tình báo của Budanov ấy, là sau khi thanh toán xong vụ này là giải quyết cái tam giác này, tức là lực lượng của Ukraine đã lấp đầy đầy hết rồi, thì cái chỗ dưới này là người ta thanh toán, người ta tất cả người ta tập trung đánh xuống Crimea. Thì tất nhiên là lúc đấy thì có thể là Nga nó sẽ phá cái cầu này không cho đi được luôn, tức là nó khó người khó ta, dễ người dễ ta, một là để là cùng nhau đi, hai là phá nó khỏi ai khỏi đi hết, thì lúc đấy cái lực lượng phòng thủ ở đây nó phải tốt thì anh không qua được nữa. Đấy, cái chỗ này thực tế là nếu anh qua Crimea là hôm qua chúng ta phân tích rồi, nó chỉ có hai chỗ thôi, một là cái chỗ cái khu cầu này là bây giờ cắt luôn là anh không qua được, và hai là cái khu này là cái khu mà coi như là cái phòng thủ mà nhiều lớp ấy, mà cả tăng cả bộ binh tất cả các loại là đều không thể qua được. Thì người ta có thể người ta đi theo lối này các bạn này, người ta đi theo cái lối này, sau đó là đi lội nước, tăng lội nước qua đây. Thì hiện nay các cái lực lượng xe đang lội nước nó đang tập trung ở phía bên kia chiến tuyến rất là nhiều, tập trung ở phía bên đấy thì nó rải rác mà cứ mỗi một đội là khoảng 10 chiếc là Bradley và các loại tăng ấy, là cứ một đội có 10 chiếc, một đội 10 chiếc. Thì nếu mà có gì làm sao thì chỉ mất lực lượng ít thôi đấy, chứ không có nhiều, chứ không tập trung vào một chỗ các bạn nhé. Tại vì trong cái trận chiến sắp tới đây là Nga sử dụng không quân là chính, là từ trên mà bắn xuống thôi. Còn tất cả các cái điểm nào mà có như khi mà điểm huyệt mà đúng tự huyệt rồi ấy, là các anh Calibre ở phía ngoài này, Calib ấy, gọi là tên lửa Calib ấy, là từ ngoài Biển Đen là canh phóng vào thôi, như hôm qua chúng ta nói rồi. Thế còn những cái anh mà giống như là khi mà đập tan luôn như cái gọi là bộ sậu ấy, đập rắn ấy, thì lúc đấy là phải cả mấy anh Kim Giang. Mấy anh Kim Giang thì hôm qua chúng ta phân tích là từ Caspian sẽ bắn vào các cái trung tâm đầu não của Ukraine, và lúc đấy là coi như bên phòng thủ lúc đấy sẽ tấn công trở lại và kết thúc theo kịch bản là như vậy đấy. Nhưng mà chúng ta chưa biết, thì bây giờ bên Ukraine họ kỳ vọng lắm, có những đáng hư khí thế và có thể nói là ý chí lên rất là cao. Nhưng mà nó ngược lại, như chúng ta biết là cũng như là đá bóng thôi, ý chí rất cao rất mạnh, ào lên tấn công mà chỉ một cái là thua. Chỉ một cái là coi như đá hậu một phát là thua ngay. Cho nên là cái ý chí cao đấy thì cũng là tốt, nhưng mà nếu anh có giữ vững được mãi không thôi, giữ lửa mãi được không, tức là anh không giữ được thì coi như là Nga nó dội dám lạnh là coi như đi luôn đấy. Cho nên tình hình này là bây giờ chỉ sợ, nói chung là chỉ chờ ông Mark Lee ông bấm nút thôi. Bây giờ mà đánh nhau ở đây mà coi như phải chờ Mỹ bấm nút, ông tổng tham mưu trưởng Liên Quân ấy, ông Mark Lee ấy, chờ ông bấm nút thì không biết là trong từ bây giờ trong còn 24 giờ nữa thôi là không biết bấm nút nào. Thế còn như chúng ta biết cái Khe Son thì đã bị giới nghiêm rồi, giới nghiêm hoàn toàn. Tất cả các khu vực này thì không giới nghiêm, nhưng mà riêng Khe Son thì là giới nghiêm trong 56 tiếng đồng hồ. Thì như thế là chúng ta chỉ còn khoảng 20 mấy tiếng nữa là hết. Thế thì rõ ràng là khả năng đánh trong vòng 24 giờ tới, trong vòng 24 giờ chứ không phải là qua 24 giờ, chứ cũng không phải là qua nữa đâu, mà có thể tầm này đấy. Tại vì nếu mà ngày này nhỉ, theo như bình thường ấy, kế hoạch bình thường của Moscow thì thông thường là 10 giờ sáng là ngày 9 tháng 5 là duyệt binh diễu binh. Tức là 14 giờ giờ Hà Nội,
nhưng mà năm nay thì làm sẽ quy mô nhỏ hơn, và nếu có Putin phát biểu thì là sẽ Putin thế nhân giả thôi. Cho nên cái ngày mà hôm nay, cái ngày mà kỷ niệm năm nay thì chắc chắn là sẽ không có hoàn tráng. Cũng đấy là điều rất là buồn, tại vì năm nào tôi cũng xem trực tiếp hết, rất là hay, rất là cảm động, mình cảm thấy rất là vinh dự luôn. Một cái nước Nga hùng cường, có thể nói là không có nước nào mà duyệt binh như thế cả. Nếu mà nói duyệt binh chỉ có là Nga, giữ binh chỉ có là Nga, mà Moscow thôi chứ không là của nơi nào khác. Thế mà năm nay không làm được. Cứ 10 giờ sáng cái là điện Kremlin là bắt đầu là chuông đổ, một cái là Baku là quanh đi báo cáo, tức là duyệt hết tất cả các đơn vị là bắt đầu báo cáo cho Putin, sau đó là có diễn văn và những các thủ tục khác rất là hoành tráng. Thì bây giờ chỉ còn thực tế là còn có 20 tiếng đồng hồ nữa là đến, không, cộng thêm 3 tiếng, tức là khoảng 27 tiếng đồng hồ nữa là đến cái thời khắc đó. Thì không biết là trong 27 tiếng tới như thế nào, thì chúng ta cũng theo dõi thôi. Tôi thì video hôm nay cũng không có một cái chiến sự nào ghê gớm, nó chỉ có đánh phá ở khu vực Crimea, cũng như là đánh phá vào một số các địa điểm phía trong của nước Nga, thì Krasnodar, rồi Belgorod, rồi Bryansk, và cũng như là Nizhny Novgorod, có mấy cái địa điểm đấy thôi. Thì chúng ta cũng lưu ý, chúng ta cũng xem trong các cái chương trình của các cái kênh khác thì chúng ta cũng nắm rõ thêm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản video sau. Còn các bạn cũng sau một cái video, các bạn cũng có thể là comment hoặc là ít ra cũng like cho để mà động viên cho chúng tôi. Rất là cảm ơn.